Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình ăn ăn thèm bún, đậu hũ, dưa leo, giá, rau. Nhưng mà có hai loại nước tương này mình làm bằng miếng chanh với miếng đường với ớt thôi. Mình không có ăn tỏi. Nếu ai ăn tỏi thì để vô. Cái mắm nêm. Là mình thử thôi nha, chứ mình thích ăn đậu hũ nước tương hơn. Để mình thử ăn thì nó ngon, có thịt luộc rồi nó ngon với mắm nêm lắm, nhưng mà không thích. Xin mời cả nhà nha, thử á. Bữa nay mình ăn hết cái dĩa này không nha, mình thấy người ta ăn nhiều quá. Hưng thử rồi, bữa nay try thử. Nhưng mà trước hết thì mình ăn nước tương thử. Mình để trộn chung dĩa luôn, mình ăn hết rồi. Nó hủ này mình mua về mình chiên. Mình thấy ăn tương nó ngon hơn. Tương nó ngon hơn. Mình thử coi. Mềm. Thử chất ngọt. Cái nào nó cũng ngon. Ngon ngon hết. Quay mình thấy mình không? Nhưng mình thấy mình á thì không, mình thấy cái dễ. Ok, mình ăn thử cái dĩa bún thì coi hết không. Mình thích ăn nước tương hơn. Hãy
Cay quá. Không có ăn cay, lỡ cắt ớt có một trái à, mà nó cay quá à, chết rồi. Chưa bao giờ mà mình có một cảm giác mà mình ăn cái dĩa gì nè. Wow. Mình ăn hết cái bể bún này ha. Mình đi lên điêu thiệt quá, mấy người người ta ăn nhiều rồi khác rồi, còn mình nữa. Tại vì mình không muốn cắt nhỏ, là mình muốn chấm gì mình bắt ăn nhiều, đúng không? Ngon lắm, nhưng mà ăn hết được xong á mới là quan trọng. Mình ăn kiểu này á, ai mà còn con gái á, không bao giờ ai dám cưới, nhưng mà mình không khe. Mình có chồng có con à. Còn mà nếu mà chồng bỏ nữa thì cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều nếu chồng bỏ. Ráng mình ăn, tranh thủ lẹ. Thịt heo thì được, nhưng mà đừng có cay quá. Đừng có cay quá thôi. Thank you.
chứ em nào nhìn mình ăn hết rồi. Cả nhà có biết cái chồng mình vô tư lắm, mình làm được 100 mấy cái clip trên YouTube rồi nhưng mà chồng mình không biết mình làm. Mình đã một ngày là nổi tiếng chồng mình sẽ biết. Mình thấy tình hình ăn không thấy rồi nhưng em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ cố gắng hết sức. Em coi trên mạng người ta ăn giỏi quá vậy. Em thấy không là em sợ rồi. Thật ra tàu hủ này thì em mới dám ăn, chứ thịt mà cá em ăn không nổi đâu. Có lẽ là em thú thật. Tại vì tàu hủ này là chai, có no đi nữa nó sẽ mau đói. Còn mà thịt là cá là em sorry cả nhà là không bao giờ, không bao giờ em ăn được. Đó là em nói trước, tại vì đậu hũ này á thì em mới dám ăn, mới dám thử thôi. Nói nha, em lựa đồ hũ để riêng à. Cái dao này rửa rồi. Đói. Ô, tự mình thử mình chi cho cực vậy. Đâu có ai cá mình cho tiền đâu.
nhưng mà nó cay. Các em thay phục như thế này. Em ăn gì không là nhịn ngày nay luôn. Hết nổi rồi cả nhà. Hết nổi rồi. Nhưng tôi nó nhiều. Sorry, không nổi cả nhà ơi. Còn hủ nổi. Rau thì ăn được. Còn hủ ấm thôi. Rau thì hết. Chào cả nhà ha. Chào. Bye cả nhà.